Chào mọi người, xin chào tất cả mọi người nha. Video này hướng dẫn cho tất cả các bạn tham gia chương trình này góp nhận 50 top cần có cái hiệu là BSDET. Đây là một dự án rất là tiềm năng các bạn. Để tham gia dự án, các bạn biết phần link mô tả, mình mở cái Telegram, các bạn bấm nút start chat chatbot nha. Rồi, khoan các bạn chờ nó lót dự án chút xíu. Rồi, các bạn bấm vào Comlash nha. Bot phản hồi hơi chậm nghe tất cả các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh trailer nha các bạn. Nó khó nói luôn. Rồi các bạn join tiếp kênh trailer nha các bạn. Đây là website của nó, để mình tìm vô website nó, mình tìm hiểu thông tin luôn các bạn. Ơi rồi vào trang Tinder luôn người ta. Để bắt đáp lại mình vào website nữa các bạn ơi. Mình đã bấm lộn. Con này giá con limit của nó là một ETH là 250 token BSDET nha các bạn. Con này tổng cung có 1 triệu token các bạn, rất là thấp luôn. Rồi. Đây là dự án rất là đặc biệt, tiềm năng các bạn. Các bạn bắt đáp lại đi. Khi tham gia thì mình đã nhận được bao nhiêu rồi ta? 50 rồi. Rất là ngon luôn nha các bạn. Rồi, server thì các bạn follow server và đi tiếp với 6 người bạn nha các bạn. Bạn nhấp vào nè. 50. Rồi, con này mà về cái là nó mà limit sàn cái là ngon lắm nha các bạn. Rồi các bạn like nè. Rồi các bạn đi tiếp với 6 người bạn nha các bạn. Rồi các bạn chọn 6 người bạn tự quyết. Chú ý nha các bạn, các bạn tự quyết những người bạn nào mà thường xuyên các bạn tự quyết các bạn. Các bạn tự quyết linh tinh là nó sẽ phạt các bạn đó. 1 đó. Hai nè. Ba nè. Bốn nè. Năm nè. Khoan để mình tìm một người nữa bạn, mình thiếu 5 người. Rồi các bạn test lại 6 người bạn nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lại. Các bạn chạy về Telegram của các bạn bấm vào một hay xanh nè các bạn. Trader room. Sao nó cũng hiện gì vậy ta các bạn? Các bạn chờ lót dán chút xíu nha tất cả các bạn. Rồi các bạn điền lại cái username theo word của tất cả các bạn nha các bạn. Ở cộng MMO nữa. Các bạn vào trang cá nhân của mình là các bạn gặp username của mình nè. Ở cộng MMO của anh. Rồi các bạn mở đi. Các bạn dùng đi chút wallet nha bạn. Máy xe wallet nha bạn. Giờ với MetaMask là bà với đó. Thông dụng cho tất cả các bạn là mày đó. Rồi các bạn copy địa chỉ ETH nha bạn. Rồi. Thanh du theo word username ETH. Khoan các bạn để mình coi. Vậy giờ các bạn bấm vào balance nha các bạn. Rồi mình đã nhận được 50 top cần nè các bạn. Các bạn bấm vào cái link để liên ghép chia sẻ cho bạn bè và cái thân các bạn. Quick giao thì. Câu này vào ngày mấy ta để mình dịch cho các bạn. Rồi các bạn, nó nói con này rút tiền vào ngày 10 tháng 12 nha các bạn. Vậy video này đây kết thúc nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.